Bài báo: Hà Nội từng bước nới lỏng sau ngày 21 tháng 9, duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ. Chiều ngày 19 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tấn, Phó Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 thành phố, chủ trì giao ban trực tuyến giữa Sở Chỉ huy thành phố với Sở Chỉ huy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã để triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tấn cho biết, từ ngày 24 tháng 7, khi thực hiện đợt giãn cách xã hội đầu tiên, trung bình mỗi ngày thành phố có khoảng 71,2 ca mắc mới. Đến đợt giãn cách thứ tư, thành phố chỉ còn trung bình 25 đến 27 ca trên ngày và hiện nay khoảng 15 ca trên ngày. Trên địa bàn thành phố vẫn xuất hiện một số điểm nắm về dịch như phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân và một số địa bàn thuộc quận Hoàng Mai, Đống Đa. Vì thế, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong mọi tình huống, ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự kiến sau ngày 21 tháng 9, thành phố sẽ không chia thành 3 vùng nữa, mà nơi nào có nguy cơ rất cao, có ca F0, sẽ trở thành điểm nóng. Khoanh vùng với quy mô hẹp, điểm đỏ áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, khu vực xuất hiện F0, và các gia đình lân cận phải phong tỏa, cách ly y tế. Khu vực lân cận là vùng vàng, còn lại là vùng xanh. Việc kiểm soát dịch được thực hiện theo tinh thần thu hẹp tối đa vùng đỏ, bên cạnh việc nới lỏng. Thành phố tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát tại cửa ngõ thủ đô. Hà Nội sẽ báo cáo với Thủ tướng Chính phủ để làm việc với các tỉnh, thành phố lân cận về việc phối hợp quản lý người ra vào thành phố. Sau ngày 21 tháng 9, thành phố Hà Nội sẽ xây dựng phương án biện pháp phòng chống dịch phù hợp, khả thi theo hướng nới lỏng từng bước để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Thành phố sẽ giao các quận, huyện chủ động xem xét quyết định phê duyệt các phương án phòng chống dịch tại địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho hay. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tấn cho biết, từ các mốc thời gian của từng loại vaccine, thành phố sẽ tiếp tục triển khai tiêm mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên khi có nguồn cung vaccine vào tháng 10 và tháng 11 tới đây. Đây là điều kiện quan trọng để thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Ngoài ra, các địa phương cần chú trọng triển khai việc quét mã QR kiểm soát người dân ra đường, đồng thời chú trọng các phương án đảm bảo phòng chống dịch cho các phương tiện đường bộ đường hàng không di chuyển về thành phố các điều kiện cần thiết để các công trình xây dựng hoạt động trở lại phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cũng lưu ý về nguy cơ xâm nhập dịch từ các địa phương về hà nội qua đường bộ đường thủy đường hàng không lộ trình phương án cho học sinh sinh viên trở lại trường học quản lý việc ra vào địa bàn học sinh sinh viên người lao động trên địa bàn thủ đô phương án phòng chống dịch tại các khu công nghiệp khu chế xuất làng nghề tiếp tục nghiên cứu việc đi lại của người dân xét nghiệm tầm soát các khu vực có nguy cơ cao và rất cao chú ý phương án tổ chức sản xuất trở lại an toàn